Chào ngày mới tốt lành, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những diễn biến mới nhất của cặp tiền tệ Euro, đô la Mỹ. Sau đây là những chia sẻ của chuyên viên Tuấn Anh đến từ phòng giao dịch của chúng tôi. Xin mời Tuấn Anh. Cặp Euro, đô la đã tăng 0,11% cho phiên gần nhất. Stochastic chuyển mạnh vào khu vực tích cực. Cặp đúc đô Mỹ đã giảm 0,15% trong hai phiên gần đây. ERC chuyển mạnh sang khu vực tích cực. Cặp đô la Yên Nhật đã giảm 0,5% trong 3 phiên gần đây. Stochastic SRI di chuyển mạnh vào khu vực mua có mức. Cặp bằng Anh đô la đã tăng 0,11% trong phiên gần nhất. Stochastic di chuyển mạnh vào khu vực tích cực. Cảm ơn Tuấn Anh. Và bây giờ hãy cùng điểm qua một số sự kiện kinh tế thế giới trong ngày hôm nay. Đồng yên có vẻ triển vọng. Yên Nhật có thể tăng nếu số lượng các ca nhiễm virus corona gia tăng trên toàn thế giới khiến các nhà đầu tư ưu tiên cho các tài sản chống rủi ro. Nguy cơ không có thỏa thuận vẫn còn. Bảng Anh và chỉ số FTSE 100 bị ảnh hưởng do lo ngại sẽ không có thỏa thuận nào khi Anh dọa sẽ rời khỏi EU theo các điều khoản kiểu Úc. Giá vàng rung chuyển. Giá vàng có thể giảm so với đồng đô la Mỹ nếu một đợt làn sóng mới của virus corona có thể giáng một đòn mạnh vào triển vọng tăng trưởng toàn cầu, gây bất ổn thị trường nợ doanh nghiệp mong manh. Cảm ơn bạn. Tiếp theo hãy cùng cập nhật các sự kiện kinh tế quan trọng nhất hiện nay. Chỉ số hoạt động ngành công nghiệp Teriyaki Nhật Bản sẽ được phát hành vào lúc 2:30 GMT, CPI của Ấn Độ lúc 12:00 GMT, đấu giá hối phiếu 3 tháng của Hoa Kỳ lúc 13:30 GMT, đấu giá hối phiếu 6 tháng của Hoa Kỳ lúc 13:30 GMT, cân đối ngân sách của Hoa Kỳ lúc 16:00 GMT và giám sát doanh số bán lẻ BRC của Anh vào lúc 21:01 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay sẽ thực sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện chương trình, chúc các nhà đầu tư có một ngày giao dịch hiệu quả và thành công. Đừng bỏ lỡ bản tin vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường tài chính.